Vào sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6, tại chùa Viên Minh ở thành phố Bến Tre, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2022, trao quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027, đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 cho biết Chư Tăng Ni Phật tử tỉnh Bến Tre đã tích cực trong mọi hoạt động Phật sự, hoằng pháp và từ thiện xã hội với tổng số tiền huy động gần 28,5 tỷ đồng. Song song đó còn một số vướng mắc liên quan đến thủ tục đất và quyền sử dụng đất của các tự viện. Dịp này, Hòa Thượng Thích Nhật Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự đã trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Hai cá nhân gồm Hòa Thượng Thích Nhiệt Tấn và Đại Đức Thích Trí Thuận, Phó Ban Trị sự, Chánh Thư ký, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã được nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Năm cá nhân khác có đóng góp tích cực trong các Phật sự, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bốn cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.